Hi, mến chào người anh em nhé. Hôm nay Như Ý xin giới thiệu cho người anh em một dòng loa full bãi 4 tấc ha. Dòng loa thương hiệu Martin của Anh Quốc, model X15 cộng. Hôm nay em về được hai đôi nhưng mà cái đầu ra nó cực kỳ xịn sò ha. Cũ nó chạy bằng cũ Phaeto của Italy. Về được hai đôi mình tháo hết ra cho anh em xem để kiểm tra cụ bách cụ chép có riêng nguyên bản hay là nó bị cái gì ha, nó bị lai không ha. Hôm nay mình đã tháo ra rồi. Hàng này là hàng Martin của thùng rất đẹp hơn, thùng lưới dọc không có lưới xéo, model X15 cộng, anh em có thể tham khảo trên Google. Dòng loa này được sản xuất tại Anh Quốc ha. Martin London. Chi tiết vỏ bề ngoài thì nó hơi xấu nhưng mà em để sơn lại đẹp rồi không, make up lại đẹp trai. Cái củ chép của nó đây ha, chép là toàn bộ là chép Martin hết, chép Martin hết không, Martin London ha. Đây có một củ chép mình đã tháo sẵn ra, đây cái củ này mình tháo sẵn ra ha. Model nó là DCD 14001 8 ôm ha. Tháo cái củ chép ra cho anh em xem, cái cối nó bằng kim loại luôn ha. Có bằng kim loại, có số 650. Số 50 này là em nghĩ chứ cái coi đó là số 50 đó. Coi số 5 à. Đó, 500 không. Coi nhôm dây dẹt ha. Anh em thấy không? Màu nhôm là nó vàng, nó không có nhẽ màu đậm cánh dáng giống như dây đồng ha. Đấy, đây là coi nhôm dây dẹt. Quay chi tiết cho anh em thấy ha. Từ thì 500 bình thường hay không? Cái này là kim loại dữ lắm ha. Dữ lắm. Có số 650 luôn ha. Tất cả các củ kèn này là đều là sản xuất tại Anh Quốc, Martin London ha. Hàng này thì cam kết với anh em là xịn nguyên bản ha. Và đặc biệt là cái củ bách. Bách là chạy củ Phaeto ha, củ Phaeto. 15FH510, công suất nó 1000W, trở kháng 8 ôm ha. Cũng Phaeto này thì có gì đặc biệt không? Đẹp riêng, số bát tem mà đầy đủ hết. Đẹp riêng nguyên bản ha. Đấy anh em thấy chưa? Đẹp riêng nguyên bản ha, không có gì hết. Nhưng mà nó có một cái lỗi. Có một lỗi mình nói cho anh em biết luôn. Không hiểu tại sao bốn cái củ loa này là đều đứt một râu. Đây. Đứt cái râu này này. Đó anh em thấy chưa? Cái râu bên phải màn hình là cái râu còn riêng ha. Còn kêu sửa đi nhật râu bên trái này. Râu này là bị đứt, giống như bị mục, ngay chỗ cái đầu nhọn nó bị mục. Và em đã hàn lại rồi ha. Đứt cái râu đó thôi. Còn nhọn rồi màng rồi lo rồi thông số là riêng nguyên bản ha. Anh em thấy chưa? Thấy coi nhọn rồi riêng ha. Đó, này quay lấy ánh sáng một tí. Cái râu này riêng này. Cái râu này bị đứt rồi. Đất thì nói chung em hàng lại nó không có khéo tay, nó không được đẹp ha. Còn nhọn nữa anh em thấy không? Nhọn nữa riêng hết không? Củ bách này mà nếu mà mua mới khá là nhiều tiền. Anh em chơi dòng Phaeto thì hiểu luôn, rất là nhiều tiền. Một dòng loa của Italy rất là nổi tiếng ha. Từ củ bách, dòng loa Phaeto này họ chuyên sản xuất củ loa ha. Ở đây cái đã. Tiếp theo là cái bộ phân tầng bông mút tiêu âm này anh em thấy hàng bãi xịn sò, nó lót bông mút đẻ ha, dữ dằn luôn. Còn cái phân tầng nó thì khỏi chơi, phân tầng nó em ướm một cái găng tay dù không có đủ, anh em thấy chưa, to lắm, to vật vẻ luôn. Phân tầng đấy xịn không, quá chắc luôn không. Những củ kèn hàng lo thùng thì bằng thùng gỗ ván ép chịu nước ha, ván ép chống nước, trong nước này nè, đấy, sớ nó ra này. Thùng này chắc nịch luôn. Và dưới nó có chân trống loa đàng hoàng ha. Ở dưới thì vẫn có chân trống loa đàng hoàng. Đôi loa này công suất rất khủng. Lắp củ Phaeto và kèn Martin nữa thì nhất rồi, đánh ghê lắm. Đặc biệt là lời ca, em đã test rồi, lời ca rất là hay, ấm áp. Mà nó rõ lời, nó sạch sẽ, nó tiếng nó trong trẻo lắm. Mà chạy cái củ Phaeto này thôi chứ còn gì nó nói nữa anh em ha. Vấn đề là chơi không chơi. Thì duy nhất hôm nay mình về chỉ có hai đôi thôi. Giá bán hôm nay ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 em bán giá giảm giá 500.000 ha.
giá nguyên bản thì 18 triệu nhưng riêng ngày hôm nay anh em là chốt bán giá 17 triệu 500. Đó, quá đẹp cho một cặp loa anh quốc xịn sò ha, giá rất hữu nghị luôn. Đó, ngồi đây em còn có logo center nữa nè, ông logo center đang mở nhạc rồi lắm. Subscribler à, mọi chi tiết mua hàng người anh em vui lòng liên hệ 0909043679 hoặc gần cửa hàng thì ghé qua 176 đường Trần Phú, thị trấn Du Trì, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định để được xem hàng và test hàng cụ thể. Rất cảm ơn người anh em đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào, hẹn gặp lại.